Xin chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình lại có mặt trên nhà anh Vân. Hôm nay là đưa em Sài với em Tỏa đi vào đây để đo cái mái hiên đằng trước nhà anh Vân này. Sài đi xuống đây, không phải nhà đấy đâu, nhà dưới này mà. Nhà đấy nhà hàng xóm thôi. Nám sân đẹp nhỉ. Đấy, nhà anh Vân đây, hôm qua thì anh cũng gọi điện cho em rồi. Anh Vân ơi, đang làm gì ơi? Đâu rồi? Đang làm gì đây? Quay nhà. À, quay nhà bếp à? Hôm nay em đưa đội thợ lên đây để đo rồi. Thôi nhà bếp, nó cần cái nhà. Phát cả gạch mà. Sướng thật đấy. Nhà tắm, nhà vệ sinh bên này. Còn bên kia là chuồng gà. Sai có mang thước đi cùng không đấy? Có mà. Tưởng lại không mang thước đi thì trên này không có thước đâu. À, đây có đây. À, vào đây uống nước ra, xong tí nữa đo. Sáng nay trời đã bắt đầu hơi mưa. Anh Vân, anh có biết mấy anh em này không? Ở bên Khôi Mì Ảnh đây. À, Vân biết nhau à? Đây tên là gì anh biết không? lâu rồi quên người biết nhưng mà tên không nhớ tên gì, nhớ tên là lâu quá không về chơi. À, ngồi đi anh em, ngồi đi anh Vân, ngồi đi, ngồi uống nước xong tí nữa đo. À, tí nữa anh chắc cuốc đường luôn à? Thì cuốc rồi. Mưa giờ bạn là mưa nóng quá không nên đầu. Ờ, sáng nay trời lại mưa nhỉ. Mưa. Chuẩn bị đầu nhưng mà mưa. Đây bây giờ anh em đi ra đo xem. Đây này, Sài với Tỏa ra đây anh bảo này. Tí nữa là thế này nhá. Từ mép này ra thì phải cắt tôn khác đấy. Bởi em tưởng tượng chưa? Có nghĩa là sau này anh Vân đổ đất vào đây, cột là ở ngay kia. Nếu mà không đổ vuông được ra đây thì đang định đổ đất vào bằng cũng được mà. Thế là cho vào bằng này ra cây đấy nhá. Đấy là cắm một cột ở đúng cái chỗ cây cái ớt kia kìa. Bây giờ cột đấy là đo vuông từ cái nhà đúng rồi gà dưới xuống dưới này. Đúng rồi, chuẩn luôn. Xong là tháo mấy cái tôm polo này ra. Ừ, cái này tháo ra hết, cái này không sử dụng ở đây luôn. Ờ, sau này thì anh Vân anh đào đường ở đây thì anh đổ đất vào đây. Đấy, là nó bằng luôn đoạn này. Nhưng mà cái tôn này thì sẽ phải dài hơn vì bắn bát từ nóc nhà tắm kia ra đến đây. Nhưng mà đoạn ngoài này là bằng nhau hết, em hiểu không? Đấy, còn bên nhà này là ngắn hơn. Thì bây giờ bọn em đo đi. Đấy, kéo thước đo ghi vào cẩn thận vào. Xong rồi để anh đặt tôn luôn. Nhờ anh Trung đặt tôn cho. Sao là hôm nào bọn em chỉ lên hàn thôi, với lên bắn vít thôi. Đây từ đầu là hồi này ra đấy thì. Đây từ đầu à, đo chiều dài trước à? Đấy, đúng bằng mép cái tôn kia. Đo cẩn thận vào nha, không đặt tôn thiếu là. Không phải thiếu được đâu. Đo chính xác vào đấy, ghi chép đàng hoàng vào. Đấy, ghi vào đi. 9 mét bao nhiêu tấm tí mình để đo chiều dài. Rồi,
Sau này là anh ấy là mở đường bên này, Tòa hiểu không? Là không đi cái đường bên này nữa đâu. Bên hàng xóm sau này người ta kè đá lên, người ta làm nền nhà rồi. Nên là bây giờ anh đang định đào đường là đi đường này lên trên cái cây kia kìa. Đấy, qua bụi chuối lên này. Tí nữa anh đào luôn mà. Mai phải bảo cả Pây Hầu với cả em Xính, mấy anh em ra giúp anh Vân này đào. Không một mình anh thì đào lâu lắm. Bốn mét bảy à? Cái đấy phải đi qua cái mái nhà tắm nhá, không sao này mưa nó hết vào ấy, cho nó thừa ra một tí. Đấy, đúng rồi, được. Ra đến đây. Đây đây, ra đến đây. Không, cho ra hẳn đến, cho nó rơi ra hẳn ngoài này đi. Tí nữa. Được. Ừ, cứ cho nó ra đến chỗ chân bên này em là được. Sau này mưa to thì nó không hất vào trong cái sân nhà anh nữa. Tôn mỏng thôi, không phải tôn xốp đâu. Đi vào. Bây giờ bọn em phải tính luôn cột luôn. Cột sắt gì? Cột sắt với cả xà. Bây giờ nó 4 mét rưỡi à? Chắc là 4 mét rưỡi. Cột thì đi ra xem nào. Một cái cột ở bên kia, hai cái. Cột, làm 6 cột. Cột là đều nhau hết mà. Ờ, đều nhau hết. 1, 2, 3. Không, bây giờ nhé, đặt một cột ở bên kia, một cột ở đây thôi. Một cột ở dưới, một cột ở bên kia thôi. Không sợ nó giống như chứ. Không, chắc không sợ đâu, một cột ở đây. Tôn mỏng này chắc cũng không sợ đâu. Với lại nó ngắn này thôi mà, sai. Ừ, 4 mét một cột đi. Thế 4 cột nhá. 4 cột đi. Cái nhà to này chỉ làm đặt 3 cái thôi mà. Không, mai mình là cột mình dán đều ra luôn đấy. Đấy, một cái ở đây. Coi như mình mái liền nhau luôn mà. Mái này, mái dưới này là đều nhau hết. Còn trên này là nó phải thò ra thôi. Trên này là nó thò ra, em thò tưởng tượng không? Là có vẻ phải có một cái cột ở đây rồi. Xong bên này mới hạ xuống. Mới hạ xuống rồi. Không, bây giờ nếu mà làm đều một... Đều cũng được mà. Làm đều được không nhỉ? Được, đều được hết, nhưng mà máy này phải thất hơn. Mấy cái này ăn tức là máy bên này là thẳng vào nhau hết, nhưng mà trên này là nó phải thất hơn trên nhà. Bây giờ anh tính thế nào cho nó bằng nhau luôn được không? Bằng nhau được, bởi vì cái máy nhà tán nó thấp hơn. Không, bây giờ anh tính là... làm bằng nhau được mà anh. Làm được không? Bây giờ nhá. Thế phải khoan một cái ở trên nóc nhà tắm kia. Bây giờ mình làm bằng nhau thì cái máy. Cái hiệu của đây thì mình chỉ làm đến này thôi. Là nó sẽ đi qua kia. Thành lúc của chúng cái kia thôi mà mình có thể tham gia. Ở đây là tính bằng nhau đi. Tính bằng cái chung bằng thì cái máy thì bằng. Còn nếu ở bên nhà tôi mình làm cao thì không đi được, mình làm thấp một tí. Anh muốn làm bằng cho nó đẹp luôn đây. Cho nó liền luôn. Ở đây làm bằng luôn nhá. Còn kích thước chiều dài tôn là nó vẫn thế đúng không? Ừ, tôn nó vẫn thế. Ờ rồi. Làm bằng nhau luôn. Đường thế chỉ tăng dây xả hiểu. Ít tí ít cho nó. Ít cho tí ít cho nó. Sở nó chơi là cỏ chít chỉ xuống là 3 năm rồi. Ta có 3 mét một cái. Nó có ta có. Nó một cái xong mét này. Không như mình tính 3 mét một cái cột là 10 cái nhà này tầm 15, 14 mét thì cho nó làm cái. Một cái cột. Xà thì tính xà luôn nhá. Ba thành đấy. Ba đấy. Mưa to trồng xuống đấy. Cột thì năm mưa to. Vẫn tính vào
Đây sắt hộp thì tính bao nhiêu? Bao nhiêu hộp thì để anh còn bảo trở lên một chuyến luôn. Mỗi thanh nó dài 6 mét mà. Ba thanh là 15 mét à? 15 tấn tính được 15 mét rồi. 15 mét rồi. 15 mét thì phải là 4 thanh. Cái này bé đó, cái sàn thì là cái bé đó hơn nó, cái này nó to mà, cái sàn to mà. To nó khỏe hơn. To thì nó khỏe hơn rồi. Còn bé mình chiều lên phóng lắm. Không, cái này thì cũng bình thường. Mình có cột với lại nó ngắn này cũng không sợ đâu. Nó có cột thì không sợ rồi, nhưng cái này chậm. Còn cái cột thì phải làm cột tròn chứ. Tròn mới tròn đẹp chứ, làm cột. Ờ, cột tròn mà. Cột tròn mới đẹp, nhìn nó mới đẹp. Sát thì có 3 cái. 3 cái. Nó phải sạc 10 mét, 6 cái rồi, 3 cái rồi. 1 cái, 2 cái, 2 cái, 4 cái. Tàu ra giá trị của tàu chỉ có chia cái cỏ có chỉ mà tàu ra cái tay to tàu ra mà này có tay to nó chưa còn nó này nó còn sạt quá sạt cho nó nản nó mày nó cũng như cái sát của là bà mai hiểu bốn mai vào bà chứ cho 38 mà 37 cái tối chứ còn cái nào cái lôi tùng à. Cái này tổng cho nó tổng luôn rồi à? Cho là tan luôn mà, dòng xuống dưới đầu. 48 à? 47? Cái này cũng được mà. Còn cái này nó rộng mà, nó to rồi. Chỉ là cái này cũng được mà. Cái này bé rồi. Cái vừa rồi. Cái to cái này mới vừa. Cái sàn to kìa. 25. Cái này lấy cái 38. 38 đi. Cái sàn to kìa. Mà cái kia là cô già ấy. Đấy tính sắp, đi lấy cái nào hợp lý thì phải tầm thì lấy bài, bài cái bài thanh sắt hộp à. Ừ. Còn chiều này nữa mà cột thì đấy em tính hết đi. Cột thì phải rơi vào của ta cầu trang đi rồi ai hồ chí ta để lỗ có ít ta chỉ khai một hao lỗ xia thì nó có lỗ xia sao có 3 mét không thì vừa nhìn nó thấy xinh nhỉ có 3 mét đó này lỗ của chị thế là mua một cây của nó là dài 6 mét mà cột đấy thì cắt đôi được phải không chôn xuống khoảng đổ xi măng vào nữa cột có 6 mét thì 2 mét xưa thì 5 mét thì một cột nó 6 mét thì vẫn thường thường 1 mét thế là thì 4 cây à 4 cây ôi không phải 4 cây 3 cây 2 cây này 4 mét cột à 5 mét cột thì ủa hai cây rồi nhỉ? 3 cây. 3 năm 15 cái đấy. Mấy cây? Cứ ghi vào nhá. Ghi vào trong đừng để thừa mà cũng đừng để thiếu. Không để thiếu thì chạy ra mua khó vất lắm, ra tận Hà Giang mua ấy. Xuống Hà Giang một thân này khổ lắm. Đấy. Thì anh mới bảo là tính toán cho chuẩn vào mà. Bài thân gì? Bây giờ cái cột là mấy cái chia ra được 2 cái. Cái cột chia ra được 4 cái thì mình mua 3 cái đi. Ừ, mua hả 3 cái. Ồ, 2, ừ, mua hả 3 cái. 3 cái đi. 3 cái loại vuôn đấy, tròn đấy là 3 cái đi. Đâu được chưa? Được rồi anh. Rồi anh xem nào. Đủ chưa đấy? Đủ rồi. Cái gì? Tô cái gì to à? Tôn à tôn này gì? Sao lại viết tô? Tôn cứ tưởng cái gì tô gì không được thêm cái này vào được rồi thêm chữ N vào đi ông Trung nó không biết dịch đâu thì anh chụp ảnh nó anh gửi cho Trung để Trung đi đặt cho đấy dài lại ghi dày thế nào thế cũng được mà. Được rồi, ok. Đây, cầm lấy. Còn thiếu gì không? Thì còn thiếu khi đặt tôn lên thì bảo Trung nó lấy cho một hộp một túi vít nữa là sao? Cả đinh vít nữa. Túi vít nữa là được nhỉ? Máy hàn thì có rồi. Em có đầy đủ hết rồi. Máy cắt có rồi. Không que hàn anh mua lên cho ông được. À bây giờ con bảo là đường điện hôm qua thì cũng bàn với anh Vân rồi.
Bọn em có dây to kia không? Thì kéo nhờ nhà ở dưới này lên để hàn. Anh, em chỉ có cái dây mà mình kéo hàn được ở đây thôi. Không có dây to à? Dây to đấy chứ chỉ hàn được đây, nó chỉ hơn chục mét. Em có cái dây tầm 20 mét thì chỉ hàn ở đây thôi. Đi kéo dưới kia lên thì không đủ. Xem em mượn ở đâu được dây ấy. Thử đi hỏi xem, không có gì thì điện cho anh nhá. Mượn dây to thì mới tải được mấy hàn. Không, mình nối dây xa này không tải được, được mà, không hàn được đâu nhà, lên được mà. Đây này cũng ngay đây thôi mà. Tí mình nối ra đường tắt này luôn. Thế anh Vân, anh hỏi được nhà này là có cho nối điện lên đây hàn không? Được mà, nên mà bảo là anh hỏi được, anh hỏi chưa? Hỏi bảo là xong em sẽ tính toán cho. Ờ, tiền điện hàn 1-2 ngày thôi mà. Không phải làm nhiều đâu, được rồi. Anh cứ bảo là em khác gửi tiền điện nhá. À, cho cô nói là khác tàu cho nên rồi mà. Là hàn tàu tàu vô tàu mà đi, vô ý giờ cũng được. Thế là tiền công nữa. Không, tiền công thì cũng chắc là em định tính thế nào thì anh đưa thế nào thì em lấy thế nào thôi. Anh đưa bao nhiêu em lấy bao nhiêu có gì đâu. Ờ thế cứ làm đi nhá. Nói chung là không để cho các em phải thiệt đâu. Không được cũng được. Làm với anh được. Lâu rồi thì biết rồi nhá. Ờ thế cứ làm cho đẹp vào. Rồi. Đấy, cô Thúy Đoàn mà cô nhìn thấy đẹp mà cô còn nói mình còn thưởng đấy. Làm xong là thực ra rồi. Anh Vân này, anh bảo này, anh Vân này được giúp rất là nhiều. Đấy, nhiều cô bác cũng điện cho anh sao là giúp anh Vân nhiều, nhưng mà thực ra thì nhiều người ta cũng không hiểu anh Vân, anh cũng ở một mình, bây giờ thực ra anh cũng sống một mình này thôi, đến khi lúc chết thôi, chả có ai giúp đỡ anh cái gì cả đấy, nên là cô ấy là cô rất là đồng cảm với cái hoàn cảnh của anh Vân, nên là cô mới giúp anh Vân, gọi là giúp hết đi để sau này anh chỉ nuôi gà nuôi ấy, anh ở một mình cũng được đấy. Đúng rồi. Không biết nhà anh Vân còn... Đây này, anh Ngô ở nhà anh dưới này này. Một mình anh tha hồ ăn, đủ ăn luôn. Không biết nhà anh Vân còn cái sát sáu nào không nhỉ? Sau này nhà đẹp thì nếu mà lấy được cô vợ nữa thì tốt. Không được nữa thì ở một mình. Nhà anh nhỉ? Phải không? Chặt đi, không mình chặt đi trồng thuốc khác được mà. Cái giống ở đây chặt đi xong là mình trồng ở đâu đó. Cẩn thận nha. Đấy, giữ lại mấy tấm này để sau này rào ở bên kia. Rào nha. Sau này là xây kè đá vào đây xong là đổ đất ở bên kia sang. Mai có khả năng em phải bảo Pay Hầu với Xính vào đây giúp anh thôi. Ô, Pay Hầu không giúp đâu, Pay Hầu về giúp một tí, Pay Hầu. Thế á? Khó quá. Pay Hầu khó tính lắm à? Pay Hầu không giúp đâu, nhà nó khó làm. Để em hôm nay em bảo cho xem là có giúp không nhá. Nếu giúp được thì tốt, không giúp được thì thôi. Anh ơi, từ từ đã. Anh định tháo luôn rồi á? Lạt à, xây luôn à? Lắp đá vào mà. Ờ à, rồi, thế thì tháo luôn. Gà anh thả hết chưa? Thả rồi. Rồi rồi, thả ra ngoài thế, thế thì anh làm được luôn đi. Mà tối em muốn để rào cho. Nó phải cứt cho nên bệnh hết. Không, bây giờ anh thả ra ngoài rồi nó không vào nhà đâu mà. Vào dưới một tí nó về thôi mà, nó còn đi đâu mà, gà này không biết đi đâu, gà này gà này nó hiền, nó không như gà ta mình. Đấy. Mình mua về lúc nó lớn lên thì nó hiền mà. Rồi
Con dầu mà tính gà về có đuổi lắm, gà này vào nhà mới hồi, gà này không đi đâu nào. Lúc nào anh xếp đá ở đây anh phải xếp chắc vào tí nhá, con sau này nó lún đấy. Đào xuống một tí anh ạ. Hai lần rồi là lại. Anh Vân. Hôm nào anh xếp đá đây anh phải đào móng xuống nhá. Xong xếp vào đúng cái cây gạo kia kìa. Đến chú cho em vào bảng luôn. Vâng, hôm nào mình sẽ chôn cột ở ngay góc đấy luôn. Đây bây giờ vừa đào ra là vừa có đầy đá rồi đây. Nhờ. Có đá nhiều mà. Đến giờ kia em không ăn được cơm ở đây đâu. Em đi về à? Ừ, em đang bận ít việc. Ăn cơm đây, anh mua thức ăn lên rồi mà. Nhưng mà em đang bận việc ở thôn cho nên là phải đi phun thuốc khử trùng cho nên là không ấy được đâu. À, đi phun thuốc khử trùng thì anh ăn tí xài. Sai cũng về à? Sai có ở đây được không? Thế em bận thì em về đi. Tí xài với anh về sau nha. Rồi. Ok, thế ngày mai ngày kia 2-3 hôm nữa là tiến hành làm luôn nhá. Rồi, để hết việc rồi đấy. Anh đặt cho Trung đặt tôn cho bác là trở lên luôn mà. Anh cứ lấy hôn với đây xác lên trước đi. Bây giờ em đi nhá. Ok. À Sai ơi, chạy lên xe anh lấy cái đồ ăn đấy. Lấy cái sườn lợn đấy. Về đây thì anh em nấu ăn, nấu cơm của ăn của anh Vân ở đây. Đấy, sườn đấy, đôi anh định lấy lên để nướng. Ăn thịt thôi. Hay là em rửa đi. Em giúp anh Vân làm đi. Để anh Vân đang làm cái này. Thế tính ra Sài với anh Vân này có anh em gì với nhau không? Không. Anh em cùng họ hay là cùng gì không? À. Không liên quan gì đến nhau đâu đúng không? Bạn bè thôi à? Nhưng mà anh Vân hơn tuổi chứ, sao bạn bè được? Nó hơn tuổi gì? Hơn tuổi nó vẫn là anh. Nó phải là anh. Đấy, cứ xoa muối vào này thôi, không cần gia vị gì luôn. Thế thôi. Đơn giản thôi. Ăn đơn giản. Xoa nhiều muối vào. Tí mình lấy nước chấm thì mình lấy cái súp mì tôm kia. Cái súp chấm được mà. Có cả sốt trong nhà. Anh Vân đang làm gì đó? Nó cơm đây này, anh Vân nhiều súp mì tôm này. Đi xuống đây cùng anh Vân đi nhặt rau đây mà. Đấy, vườn rau tốt này cơ mà. Tí nữa xào lên anh ạ. Hay là làm canh? Là canh lướt đây. Là canh để canh ngọt đây. Thế nhặt nấu canh được. Có ba anh em mình thôi mà, không có ai đâu mà. Là nhỏ tịa đi. Cái
này là rau cải gì đấy anh? Trước phèn phèn mua giống lên cho à? Hay là anh khách tự có để gieo này? Em mua đây. Mua cái này nhưng mà cái này nó lớn trận, cái này này. Cái này là mùng tơi. Cái này là khác loại rau. Hai loại rau nhưng mà cái lớn trận lắm. Loại này xong cái loại cây còn chưa tươi lớn. Đây lấy những cây to này này. Đây này, đây đây. Tỉa cái chú. Đây anh. Tí rửa sạch vào nhá anh nhá. Bẻ hết cuống của nó ra, không nói có cát vào trong. Ngô nhà anh tốt nhờ. Bắp nào bắp đấy to đùng luôn. Tốt đấy. Ngô này để một lần phân thôi. Chắc được rồi anh ơi. Sợ nhiều quá. Anh Vân ơi, em bảo này, cái đường này sau này anh vào đây thì có khả năng mà cứ bán tôn đi, xong có khả năng chuồng gà là anh chuyển xuống dưới này đi. Chuồng gà bay kia là dưới này thôi. Ờ, cho mấy miếng polo lên xong là... Lợp vào thôi. Đấy. Cứ để xem tình hình thế nào đó nhá. Anh cứ làm đường đi. À, nhà anh đây ốc đồ ra nhiều này. À, hôm qua đi xoay ruộng về, bên ruộng về. Anh xoay ở ruộng á? À? Nhà xoay ở ruộng về. Được nhiều phết đấy chứ nhờ? Nhiều, nhiều. Cái anh định lấy đi bán này hay là để ăn đây? Để ăn thôi. Để ăn thôi gì? Được. Ủa, toàn rêu này. Ở đây đúng ốc ruộng. Được bán đèn thôi. Đi mấy đêm mới được từng này? Một đêm thôi. Một đêm là được từng này cơ? Ây da, được đấy nhờ. Anh Vân này cũng lọ mọ ác đấy chứ. Đây không phải là ốc, cái ốc đuôi vàng kia đâu nhỉ. Ốc ruộng đấy. Ốc ruộng. Chuẩn ốc ruộng luôn đấy. Vâng. Đi soi có xa không anh? Không xa đâu mà, anh gần chỗ đấy này. Hôm nào em với anh đi nhá. Vâng. Rửa sạch đi anh. Rửa sạch vào nhá, không nó sạn đấy. Rửa mấy nước vào. Bây giờ đủ nước lại, đủ lại cho nước vào thêm là rửa lại đi. Không thả phân đâu mà. Đây là... Nhưng mà cứ rửa sạch vào. Không phun thuốc đâu. Rau ai đi phun thuốc bao giờ? Mình ăn phun làm gì? Độc lắm. Đừng có phun thuốc vào rau anh ăn nhé. Đấy là xả rửa 3 lần nước đi. Mà nó sạch thì thôi. Được rồi anh ạ. Sợ mặn quá. Xôi rồi anh thả rau vào được rồi. Vâng. Thả lên mà. Rau anh để đâu rồi? Đi
sôi một lúc xong là anh lấy xuống được rồi. Không cần phải ninh dư đâu. Rau nó mới xanh mới ngon được. Dư quá là nó không ngon. Rau này không phải rau dài, rau còn non. Để lâu. Đâu anh xem nào. Em cho nó vào dưới này đi, để tí đỡ phải cầm đây. Đấy, xong tí kê hai viên gạch lên một đầu một đuôi là được. Hai đuôi, hai viên. Đừng để cái này bẩn nhá. Rồi. Tí mình rút ra dưới. Được. Ấy, không cần đậy vung đây. Không cần hả? Không cần. Cái, nó sôi xuống là lấy xuống luôn. Anh Vân nướng này bao giờ? Chưa. Chưa làm bao giờ? À. Hôm nay lần đầu tiên à? Lần đầu tiên ạ. Tí anh ăn thử thử xem ngon không nhá. Dạ. Không ngon thì không lấy tiền. Ngon hơn anh xào luôn. Dạ. Xài mấy khi mới được ăn cơm ở đây nhỉ? Đây là lần đầu đấy. Lần đầu tiên. Đây là đối diện với nhà Bay Hầu check lên ở trên kia tí thôi. Nhà anh Vật này là view rất là đẹp, trên nó cao thoáng ấy. Đây, nhìn xuống đường luôn. Có cả cánh đồng ở dưới này. Sai. Đặt cho anh mấy con ốc này vào đây nướng. Nướng ốc. Xem nó có ra cái gì không. Ôi dồi, nóng thế. Tí nữa nóng quá thì tắt quạt đi. Cho nó ngửa lên đấy xài. Cái kia bị úp rồi. Tí nữa là chín à. Nó còn có cả mấy cây kia xuống. Ngọt lắm. Chín chưa? Em được cắt ra tí thôi mà. Được rồi. Chín rồi. Lâu lắm rồi gì nữa. Ai tiến đồng hồ. Rút ra. Đấy, giới thiệu về các cô các bác đây sườn nướng nhá. Anh Vân bảo là chưa được ăn bao giờ kiểu này. Không làm bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên. Đấy, mình nướng được vàng đây cơ mà nhờ. Đây còn không có gia vị nữa, có gia vị thì chắc còn vàng hơn nữa. Đây chỉ ướp nguyên muối thôi. Muối trắng xoa vào. Xong là nướng lên thôi. Anh Vân à? Nhìn có hấp dẫn không? Ngon không? Rồi xài chặt đi. Ngon. Thế chặt xong cái là ăn luôn. Nó nóng. Ăn nóng mới ngon. Em cứ chặt to mà, từng khúc một. Anh Vân ơi, cho em xin một cái đĩa to.
rơi xuống đất rồi. Xuống đất sơn sạn đấy nhờ. Đây anh cứ để đấy. Anh đi múc canh ra được rồi nhá. Miếng rơi đất này chắc bỏ đi. Ừ. Sạn. Bỏ đi thôi. Không, cái sạn không ăn được đâu. Hết chưa? Miếng này đi vứt cho gà đi. Để cho gà ăn. Anh Vân ơi, có mâm thì lấy mâm ra đây luôn nhá. Đây cho vào mâm này anh. Bê ở đây nóng á. Còn món gì nữa nhỉ? Còn cá mắm. À anh lấy hai gói súp với đây một cái bát không sang nhá. Để tí làm nước chấm ấy. Cá mắm nữa. Sai hộ anh Vân bê nồi cơm sang. Cho thêm một bát đi anh ơi. Cho thêm một bát để đổ cái súp mì tôm này ra đi để chấm sườn. Vâng. Muối canh nữa. Đây anh vào ngồi trong đi. Vâng. Đây, hôm nay là ăn cơm ở nhà anh Vân. Sáng nay thì cũng bảo em Xài với em Tỏa đi lên đây để đo cái mái hiên đằng trước cho nhà anh Vân. Chắc hai hôm nữa là đặt tôn là mới lên là làm được. Anh Vân cứ xây kè lên và cuốc đường kia đi nhá. Vâng. Ừ. Chiều mình ăn cơm xong là bắt đầu chiều nghỉ ngơi tí là anh làm luôn đấy. Ừ. Không phải làm nhanh nào, không là cái ngày cũng xong. Đúng rồi. Nhưng mà mà nắng thì bữa là đi bắt một chén củi, mưa cũng có củi luôn. Rồi, củi bây giờ vẫn có đây. Có nhưng vẫn đủ dùng. Tôi đun đĩa chỗ cháy được. Thế à, không đủ củi đun à? Thôi, anh em ăn cơm đi. Mời các bác các chú ăn cơm ạ. Các cô với các bác ăn cơm cùng gia đình anh Vân nhé. Ăn cơm. Ăn cơm. Ăn đi, tự nhiên thôi.
Đấy, ăn sườn này. Anh Vân chưa ăn bao giờ đây. Gắp cho miếng thịt nạc nhất này. Ăn đi anh, ăn mạnh vào. Ngon lắm, ăn nóng này mới ngon thôi. Tí nước nguội là nó không ngon đâu. Đấy, dùng tay luôn. Tay mới rửa sạch rồi mà. Đấy, mời các cô các bác ăn cơm nhá. Món sườn rất là ngon. Đây, em mua lên là nướng. Ngon đấy. Nhưng mà có gia vị nữa thì là ngon hơn. Thiếu ớt nhỉ. Rau đây là rau nhà anh Vân. Xài ăn đi. Ăn thôi, tự nhiên thôi. Ăn mặn vào. Đây cá mắm này, làm như cá mắm, cá khô. Đây, lấy cái này lau tay. Mình lấy cái này mình cầm sườn đấy, hay dính tay. Cơm ăn nhá. Ừ, ăn đi, đây anh vẫn đang ăn. Thôi chắc bây giờ mình cũng xin tạm dừng video tại đây để ăn cơm cùng hai anh em ạ. Hẹn quý cô bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.